Trong tay các vị đại biểu có thể là đã có cái quà tặng, đó là cuốn sách của giáo sư Phạm Xuân Yêm. Giáo sư Phạm Xuân Yêm thì nhân cái dịp này đã ngỏ ý là tặng các người tham dự đến. Và cái quyển sách này được in ở nhà xuất bản Tri Thức, thì anh Chu Hảo có muốn thay mặt tác giả nói đôi lời với lại các đại biểu tham dự. Đó. Thưa các bạn cao tuổi và các bạn trẻ, tôi làm công tác xuất bản từ năm 2005 đến giờ. Trong quá trình làm xuất bản thì tôi rất là vinh hạnh được xuất bản các tác phẩm của ba nhà khoa học Việt Nam viết về phổ biến khoa học cho đại chúng, giống như cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Người thứ nhất mà tôi xuất bản nhiều đấy là giáo sư Trịnh Xuân Thuận, người bạn lớn tuổi của tôi. Và tôi đã có dịp cùng với giáo sư Trịnh Xuân Thuận đi trình bày 6 buổi thuyết trình từ Nam đến Bắc về những cái cuốn đầu tiên, thí dụ như là Giai điệu bí ẩn, thế rồi Vũ trụ trong lòng bàn tay cùng với lại Đạt Lai Lạt Ma, vân vân. Cái người thứ hai mà tôi cũng vinh dự được xuất bản tất cả các cuốn sách về phổ biến khoa học ở trình độ cao là giáo sư Cao Chi. Giáo sư Cao Chi viết 6 cái tác phẩm và cái cuối cùng là Vũ trụ đột sinh. Đáng nhẽ là hôm nay ấy, là anh Tô, con rể của bác Cao Chi ấy, là đã gửi đến đây trước cho anh Nguyễn Hồng Quang. Thế nhưng mà không biết là vì lý do gì lại không gửi, để tôi giới thiệu luôn cái cuốn sách đó. Thế thì cái người thứ ba là bác Phạm Xuân Yêm. Thì cái cuốn này là cái cuốn đầu tiên tôi xuất bản. Tất cả những cái bài báo mà bác Phạm Xuân Yêm gửi đến cho tôi để ra cuốn sách này ấy, thì nó gần gấp đôi cái dung lượng này. Thế nhưng mà bác ấy rất là hợp tác với tôi, bởi vì tôi là có nghề làm sách, thì tôi biết là nên chọn lọc những bài nào và xếp sắp ra làm sao, chọn hình ảnh gì, cái gì trước cái gì sau, để làm cho cái cuốn sách cái nó có giá trị hơn. Thì đấy là cái nghề của tôi. Thì bác Phạm Xuân Niêm đã rất là hợp tác và cắt đi đến một nửa, thì cái cuối cùng là cái cuốn sách nó đây. Và ba cái người đó, là trong đó thì có giáo sư Cao Chi là đặc biệt nhất. Tức là tất cả các cuốn sách của giáo sư Cao Chi đều do chúng tôi xuất bản từ năm 2005 cho đến bây giờ. Và hầu như tất cả những tác phẩm đó được ra đời trong suốt thời gian giáo sư bị bệnh nặng, bị trọng bệnh, tức là phải đi chạy thận mỗi một ngày, mỗi một tuần là 2-3 lần. Nhưng đến bây giờ đầu óc vẫn tỉnh táo và dí dỏm, hài hước như là ngày xưa. Tôi có một cái nhận xét trong cái quá trình công tác của tôi đấy, thì chúng ta là những người hết sức may mắn. Ai mà lao động trí óc một cách như là giáo sư Đào Hồng Đức nói với chúng tôi rất nhiều lần ấy, là cái hồi ở Rút Na đấy, là chúng tôi đã làm việc kiết xác. Đấy là từ của anh Đào Hồng Đức, lao động kiết xác. Những người đã lao động kiết xác về trí óc ấy, thì thường là ở tuổi già là minh mẫn. Thì bác Cao Chi là một trong những đại diện xuất sắc như vậy.
Tôi cũng xin nói là trong cái lời nói đầu cái cuốn sách cuối cùng của giáo sư Cao Chi thì tôi có nhắc đến cái sự đánh giá của giáo sư Tạ Quang Bửu. Giáo sư Tạ Quang Bửu đánh giá nhà khoa học Cao Chi rất là hay. Cái khi mà Cao Chi vừa mới tốt nghiệp ở Lomonosov về năm 62 đấy, thì ngay sau đó Tạ Quang Bửu đã đề xuất cho chính phủ một cái đề nghị, tức là cử những cái nhà khoa học mà vừa mới tốt nghiệp ở Nga về lại sang trở lại Nga, là cái cơ quan viện năng lượng nguyên tử quốc tế của Nga. Thì tôi cũng có vinh dự được một thời gian ở cùng với lại về sau này những năm 68 thì tôi có cùng với lại Cao Chi rồi Đào Hoàng Đức rồi Đoàn Nhiệm ở Lào Nước Nga. Thì khi mà cử những cái nhà khoa học đó đi đấy thì ông Tạ Quang Bửu có nói một câu, tức là các anh đi sang, cái điều quan trọng không phải là có được cái bằng tiến sĩ hay phó tiến sĩ gì, cái điều quan trọng là các anh phải học những cái topic thời sự nhất, đỉnh cao nhất của vật lý, đặc biệt là vật lý lý thuyết, để sau này về xây dựng cái nền khoa học Việt Nam một cách đoàn hoàng tử tế. Thế đương nhiên rằng là các nhà khoa học Việt Nam thì hết sức cố gắng, nhưng còn cái kết quả có được là đoàn hoàng tử tế hay không ấy, thì cũng còn phải xem xét. Thế thì hôm nay tôi lâu lắm rồi mới không nghe anh Nguyễn Ái Việt thuyết trình, nhân thể có cái bài thuyết trình của Nguyễn Ái Việt thì tôi đến đây để cùng với các bạn già và các bạn trẻ lắng nghe và sự thảo luận. Tôi hy vọng rằng là từ sau đây nếu có những bài nào hay thì anh Phan cũng báo cho tôi để tôi xin tham dự. Tôi đến đây cũng xin trân trọng giới thiệu với các bạn một người bạn rất là thân thiết của tôi và của nền khoa học Việt Nam, là giáo sư Pierre Berura, người đã yêu Việt Nam hơn cả chúng tôi, người đã cống hiến cho cái nền khoa học Việt Nam một cách âm thầm và kiên trì đến mức mà tôi nghĩ rằng ở địa vị tôi, chắc tôi không làm được. Xin cảm ơn giáo sư Pierre.